Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Seven News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giấy trọ đóng cửa ngủ trưa, kẻ gian thoải mái lừa xe máy để trộm. Chiều ngày 4 tháng 7, Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ để điều tra vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại một dãy nhà trọ trên địa bàn, Khoảng 12 giờ 52 phút trưa ngày 4 tháng 7, hai tên trộm mặc đồ xe ôm công nghệ và công nhân chở nhau tới giải trọ trên đường Bình Hòa 04, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Lúc này một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, người còn lại vào trong trộm xe. Tại đây có gần 10 chiếc xe máy để ở hành lang, còn các phòng khác đóng cửa im liềm. Tên trộm chọn chiếc Sirius gần nhất nhưng bẻ khóa không được, thay chiếc đoạn khác nhưng vẫn không mở được, nên đối tượng chuyển qua chọn chiếc Future để bên cạnh. Chỉ mất vài giây, đối tượng đã bẻ khóa thành công chiếc xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chiếc xe bị mất của anh Tô Văn Thiết, 29 tuổi, quê Kiên Giang. Sau khi phát hiện bị mất xe, khổ chủ đã tới trình báo công an phường Bình Hòa. Phát hiện gia đình có thêm hai con nhờ ứng dụng VNID. Ngày 4 tháng 7, anh Hát ở quận 2 Bà Trưng Hà Nội mở ứng dụng VNID, ứng dụng định danh điện tử để cập nhật các thông tin cá nhân như bằng lái xe, bảo hiểm y tế, người phụ thuộc trong phần ví giấy tờ. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, anh Hát vào phần thông tin cư trú tại mục ví giấy tờ để rà soát lại thông tin cá nhân thì phát hiện ở mục thành viên khác trong hộ gia đình có 4 người. Điều đáng nói ở đây là gia đình anh Hát chỉ có 3 người là anh Hát, vợ và một người con trai. Hai thành viên khác đều trong độ tuổi đi học, một cháu trai sinh năm 2008, một cháu gái sinh năm 2014. Hai thành viên này mang họ Bùi, khác họ với anh Hát và vợ. Trong sổ hộ khẩu gốc của gia đình, sổ hộ khẩu giấy cũng không hề có hai thành viên trên. Được biết không chỉ có gia đình anh Hát mà có trường hợp tương tự đã xảy ra. Một số người đặt ra nghi ngờ có hay không việc gửi con vào hộ khẩu người khác để xin học. Đối với trường hợp của mình, anh hát có thể ra công an phường sở tại để được kiểm tra thông tin cư trú gia đình và yêu cầu được điều chỉnh lại cho đúng. Tìm thấy thi thể không đầu ở khách sạn tình yêu. Cảnh sát Nhật Bản đang tìm kiếm một người có liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam giới không đầu trong một khách sạn tình yêu ở thành phố Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido. Vụ việc xảy ra tại khách sạn Les ở khu giải trí Susukino của thành phố Sapporo. Đài Asahi đưa tin, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, nhân viên của khách sạn đã báo cho các cơ quan khẩn cấp sau khi tìm thấy thi thể không mảnh vải che thân trong phòng tắm của một căn phòng ở tầng 2. Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân đã bị chặt đầu bằng dao và đầu của nạn nhân không có tại hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do có nhiều vết thương chí mạng và mất nhiều máu. Cảnh sát không tìm thấy điện thoại di động hay đồ dùng cá nhân giúp nhận dạng nạn nhân trong phòng. Lực lượng chức năng ước tính nạn nhân cao khoảng 160 đến 170 cm và trên 45 tuổi do có vết sẹo tiêm phòng bệnh đậu mùa trên cánh tay. Theo các tạp chí y khoa, việc tiêm phòng bệnh đậu mùa ở Nhật Bản phần lớn đã bị ngừng vào năm 1976. Nạn nhân cũng có một vết sẹo mổ đột thừa ở bụng bên phải. Các camera an ninh của khách sạn đã ghi lại cảnh một người đội mũ lớn và ăn mặc như phụ nữ bước vào khách sạn cùng với nạn nhân vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 7. Hiện nhà chức trách chưa thể xác nhận giới tính hoặc danh tính của người này. Người này rời khỏi phòng một mình hơn 3 giờ sau đó, sau 2 giờ ngày 2 tháng 7, trong bộ quần áo khác và được nhìn thấy mang theo một chiếc vali lớn. Đài NHK cho biết cảnh sát đã huy động khoảng 240 người để tìm kiếm người này và xác định nguyên nhân tử vong cũng như danh tính của nạn nhân. Tin nóng, nguyên kế toán trưởng công ty AIC đã về đầu thú Chiều ngày 4 tháng 7 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp một thông tin nóng liên quan đến vụ án AIC. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, qua công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1977, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC đối tượng sơn đang bị truy nã trong đại án aic đã về đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để được xem xét hưởng khoan hồng người phát ngôn bộ công an thông tin ông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các thủ tục tố tụng và tích cực đấu tranh khai thác đối tượng đỗ văn sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án nhân vụ việc này ông sô nhấn mạnh bộ công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án aic đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lùi, nơm nớp lo sợ và bất an. Đỗ Văn Sơn bị truy nã theo quyết định số 04 ngày 8 tháng 7 năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Đầu tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án với 36 bị cáo trong đại án AIC gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng cho nhà nước thản nhiên chặt đầu vợ rồi mang đến đồn công an tự thú. Một người đàn ông Ấn Độ đã khiến cảnh sát kinh ngạc khi tự thú đã giết vợ và từ từ lôi cái đầu của vợ mình ra khỏi chiếc túi mang theo để làm bằng chứng. Theo báo địa phương, khi áp Hizidat đến tự thú, các sĩ quan thật đầu đã không tin lời thú nhận của anh ta và cho rằng anh ta có vấn đề về tâm thần. Người đàn ông khoảng 30 tuổi đã vượt qua quãng đường 90 km từ Kolkata, rồi lững thững đi vào đồn cảnh sát Batha Pratima ở Tây Bengal và yêu cầu được trình báo với các thanh tra viên phụ trách đồn. Tờ Millennium Post đưa tin, khi nhân viên trực ban hỏi lý do trình báo, Abhijit bình tĩnh nói rằng anh ta đã giết vợ mình là Amba và tự mình chặt đầu cô ấy. Khi viên cảnh sát đã không tin lời thú tội của Abhisit, anh ta liền thò tay vào túi, lôi ra cái đầu người bạn đời của mình, làm viên cảnh sát choáng váng. Abhisit được mời ngồi xuống trong khi người trực ban cuốn quyết đi tìm thanh tra. Abhisit cho biết, sau khi trói chân tay vợ mình, anh đã chặt đầu cô ấy. Theo báo tham shop India, sau khi người chồng bị giải vào phòng giam, các sĩ quan đã tìm đến nhà anh ta và tìm thấy phần thi thể còn lại của vợ nằm trong vũng máu. Thi thể Amba sau đó được gửi đi khám nghiệm. The Times of India đưa tin rằng người chồng đã chặt đầu vợ trong cơn thịnh nộ vì nghi ngờ vợ ngoại tình với một người hàng xóm. Abhijit đã bị buộc tội giết người và cuộc điều tra đang được mở rộng. Ly kỳ vụ án giết người trúng động Tây Ninh Ngày 4 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ so thẩm lần 3 đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiền, 50 tuổi, về tội giết người và cướp tài sản theo nội dung vụ án, Hiền là người mê cờ bạc, để có tiền nướng vào sòng bài, ngày 7 tháng 3 năm 2015, anh ta đến nhà mẹ vợ ở tỉnh Tây Ninh mượn tiền. Trên đường đi, bị cáo mua trái cây rồi trộm một con dao bỏ vào túi quần. Sau đó, Hiền thuê ông N sinh năm 1953 chở xe ôm về nhà ở huyện Tân Châu. Trên đường về, anh ta thay đổi ý định, đòi về khu vực xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Khi đến khu rừng cao su, Hiền dùng dao đâm ông N nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại ông N, Hiền lấy tài sản của bị hại rồi đi tới kênh cầu K21 rửa tay, giặt áo dính máu và ném bóp dao xuống kênh. Tiếp đó, Hiền đem xe cướp được sang Campuchia cầm cố lấy 4 triệu đồng rồi nướng hết vào sòng bạc. Hôm sau, Hiền đem cầm điện thoại cướp được với giá 200.000 đồng rồi thuê xe ôm trở về Việt Nam. Vụ án từng gây rúng động Tây Ninh bởi hung thủ ra tay một cách tàn độc, nạn nhân bị sát hại dã man. Sau hơn 2 tháng lẫn trốn, Hiền bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa ngày 4 tháng 7, Hiền một mực khẳng định mình không phạm tội. Khi được hỏi về việc tại sao có được xe điện thoại của bị hại, thì anh ta khai mua của một người đàn ông không rõ lai lịch tại khu vực bến xe Tây Ninh rồi đem đi cầm cố. Bên cạnh đó, hiện đưa ra chứng cứ ngoại phạm và không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh về dấu vết của bị cáo để lại tại hiện trường. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử bất ngờ quay lại xét hỏi và quyết định tạm dừng phiên tòa để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan tới lời khai của bị cáo. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được ấn định sau. Cô gái 18 tuổi bị mua đi bán lại 6 lần, được giải thoát trước khi bán sang Campuchia. Ngày 4 tháng 7, Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ mua bán người, đồng thời tiến hành bàn giao 7 nghi can cho công an huyện Đức Huệ tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Biên phòng đã bắt giữ Trương Việt Hoàng, 25 tuổi, Lâm Quốc Đạt, 19 tuổi và Trương Công Trứ, 25 tuổi, chở theo nữ 18 tuổi trên ô tô qua điều tra trước đó ngày 11 tháng 6, Giáp cần tìm người làm cho mình ở Bình Dương nên đã được một người bạn giới thiệu, người tên N, nợ một quán massage ở quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 9 triệu đồng. Giáp lên thành phố Hồ Chí Minh cho nợ 9,6 triệu trả nợ cho quán, rồi chờ nở về Bình Dương làm việc cho Giáp trả nợ dần. Khi nợ về làm được ít ngày, Giáp thấy nở không làm được việc nên liên hệ Liễu, chủ một quán massage tại Bến Tre và đồng ý mua nở với giá 11 triệu đồng về làm nhân viên. Sau đó ngày 24 tháng 6, Trứ đi với Sáu từ Đồng Nai xuống quán của Liễu tại Bình Tre. Tại đây Trứ gặp Nờ, hứa hẹn sẽ cho Nờ một điện thoại và đưa Nờ qua Campuchia làm vợ. Sau đã trả cho Liễu 19 triệu đồng để Trứ và Sáu đưa Nờ về Đồng Nai, rồi lo cho Nờ ăn và tìm nơi bán Nờ để thu hồi vốn. Ngày 25 tháng 6, Trứ thông qua Hoàng bán nở cho một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng với giá 1.300 đô la Mỹ. Đến ngày 26 tháng 6, Trứ và Đạt đưa nở từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng và cả ba cùng đưa nở đến biên giới Long An. Tuy nhiên cả ba đã bị lực lượng biên phòng Mỹ quý Tây bắt giữ. Qua phối hợp điều tra và thu thập tài liệu, lực lượng chức năng tỉnh Long An xác định đây là đường dây mua bán người. Vụ tai nạn ở Đắk Lắk thiếu niên tự ý lấy xe phân khối lớn để đi liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại dự án đường võ nguyên giáp thành phố buôn ma thuật đắk lắc khiến hai người tử vong báo cáo của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết mô tô nhãn hiệu yamaha r1m có dung tích 998 cm khối do ông l sinh năm 1975 trú tại thành phố buôn ma thuật đắk lắc là chủ sở hữu ông l là bố đẻ của nạn nhân cảnh sát bước đầu xác định Ông Lời chưa có giấy phép lái xe hạng A2. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuật, ông lử cho biết ngày 2 tháng 7, khi vợ chồng ông đi vắng và để mô tô ở nhà thì cháu xe đã tự ý lấy sử dụng tham gia giao thông. Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát nhận định, cháu xe không đủ điều kiện của người lái mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm khối trở lên, nhưng trực tiếp điều khiển xe chạy tốc độ nhanh dẫn đến không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái nên đâm vào xe do chị Hát điều khiển đi ngược chiều, gây ra tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người chết, hai phương tiện bị hư hỏng. Trong đó chị NTH Th được xác định đang mang thai ở tháng thứ năm. Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand tham dự World Cup năm 2023. Ngày 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang New Zealand để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng và tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ khởi hành từ Hà Nội vào trưa nay và đến nơi đóng quân tại thành phố Auckland vào trưa mai ngày 6 tháng 7. Tại New Zealand, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có khoảng nửa tháng để hoàn tất những khâu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10 tháng 7 và Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7. Thời tiết tại New Zealand ở thời điểm hiện tại đang là mùa đông, trái ngược với Việt Nam đang là mùa hè nắng nóng. Bởi vậy, huấn luyện viên Ma Đức Trung chia sẻ rằng ban huấn luyện sẽ có những tính toán để giúp các cầu thủ thích ứng với khí hậu và đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu. Theo lịch thi đấu World Cup nữ năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân tại bảng E gặp đương kim vô địch Mỹ vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 theo giờ Hà Nội, sau đó đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 và Hà Lan vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8. Bản tin hôm nay của Seven News xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.